Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012-2017. Phóng sự: Liên đoàn Lao động huyện Tĩnh Gia tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động. Bản tin an toàn giao thông: Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 9, huyện Tĩnh Gia tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2012-2017. Đến dự có mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hiểu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Thọ, đồng chí Đỗ Văn Minh, chính ủy, bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, bí thư đảng ủy quân sự huyện; Trương Bá Phúc, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư huyện ủy; Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban chỉ huy quân sự các đơn vị huyện bạn, lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự 34 xã thị trấn, cùng các tập thể cá nhân trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012-2017. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phát biểu khai mạc đại hội. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Phát huy truyền thống của quê hương Tĩnh Gia anh hùng, trong 5 năm qua, từ năm 2012 đến năm 2017, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện đã được duy trì thường xuyên gắn với phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ phong trào thi đua, 5 năm qua, toàn lực lượng đã huy động được hơn 8.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên với hơn 15.000 ngày công, phối hợp với công an huyện và các lực lượng khác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tham gia tuyên truyền, vận động và giúp đỡ nhân dân di rời tái định cư ở các xã Hải Yến, Hải Hà. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho hơn 850 lượt cán bộ, cơ quan quân sự và cơ sở, tổ chức các đợt hội thi giảng chính trị cho chính trị viên, hội thi chỉ huy trưởng, chỉ huy phó quân sự xã thị trấn, đơn vị tự vệ giỏi. Kết quả 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá giỏi. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã tuyển chọn và bàn giao hơn 1.200 công dân nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu. Cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua, lực lượng vũ trang huyện luôn tích cực tham gia quyên góp xây dựng quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, tham gia ủng hộ đồng bào bị thiên tai do bão lụt, thiên tai với số tiền hàng trăm triệu đồng, tham mưu cho chính quyền các cấp hướng dẫn làm hồ sơ khen thưởng tồn đọng cho hơn 1.000 trường hợp, tiếp nhận thụ lý hồ sơ theo quyết định 62 cho 7.718 đối tượng, chi trả cho 6.053 đối tượng, tiếp nhận thụ lý hồ sơ theo quyết định 49 cho 2.495 đối tượng, đã chi trả cho 553 đối tượng, xét và duyệt đề nghị hưởng thương binh cho 187 đối tượng, vận động cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên, quyên góp với số tiền hơn 300 triệu đồng, 500 ngày công lao động xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa thôn Đồng Lách xã Tân Trường, nâng cấp khuôn viên trường tiểu học xã Triều Dương, làm đường giao thông nông thôn ở các xã Phú Lâm, Ngọc Lĩnh, Bình Minh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Văn Minh, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng vũ trang huyện đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017. Các đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và cấp ủy chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng, căn cứ tình hình thực tiễn của huyện để xác định các chủ đề, mục tiêu của từng đơn vị. Gắn phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời thường xuyên đổi mới nội dung các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại đại hội,
20 tập thể và 30 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2012-2017. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. 9 tháng qua, huyện Tĩnh Gia với phương châm chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ nắm bắt thời cơ, thống nhất trong hành động, quyết liệt trong điều hành, nên đã đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 20.000 ha, bằng 97,4% kế hoạch, bằng 99,7% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây lúa là 10.499 ha, bằng 107% kế hoạch, năng suất đạt 52,8 tạ trên ha, sản lượng đạt hơn 55.000 tấn. Diện tích cây lạc là 3.985 ha, bằng 110,3% kế hoạch, năng suất đạt 19 tạ trên ha. Các cây trồng khác cũng đều cho năng suất và sản lượng đạt, với tổng là sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 60.000 tấn. Chăn nuôi trong 9 tháng không có dịch bệnh lớn xảy ra, tuy nhiên do mất giá nên đã gây khó khăn cho các hộ gia đình, nhất là chăn nuôi lợn theo mô hình trang trại. Toàn huyện đã tiến hành 2 đợt tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, nhưng kết quả còn thấp. Hoạt động khai thác và nuôi trồng chế biến hải sản trong 9 tháng năm 2017 đã phát huy được tiềm năng thế mạnh của ngành kinh tế biển. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt gần 30.000 tấn. Công tác thủy lợi đê điều được quan tâm, chỉ đạo, nhất là việc tu sửa kênh mương, hồ đập, đảm bảo trữ nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và tiêu nước lũ. Khẩn trương chỉ đạo các xã thị trấn khắc phục hậu quả cơn bão số 2 và số 10. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục có sự đầu tư về nhân lực, vật lực. Bình quân mỗi xã đạt 12,7 tiêu chí và đang tập trung chỉ đạo 4 xã về đích nông thôn mới trong năm 2017. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại có tốc độ phát triển khá. Dự toán và tham mưu phê duyệt 129 công trình với tổng mức đầu tư 194 tỷ đồng. Hỗ trợ Ủy ban Nhân dân các xã thiết kế lập dự toán 2,9 km đường thôn xóm theo kế hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2017. Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư chuyển đổi chợ còng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2017 ước đạt 756,8 tỷ đồng, đạt 95,2% dự toán tỉnh giao, 86,5% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy chính quyền huyện. 9 tháng năm 2017 đã và đang thực hiện giải phóng mặt bằng 102 dự án, lập hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường các dự án với số tiền 368 tỷ đồng, bàn giao hơn 400 ha, 48 km đường giao thông và đường ống nước cho nhà thầu thi công. Công tác quản lý quy hoạch trật tự xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, hạn chế được tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng cơi nới trái phép, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. 9 tháng năm 2017 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2.025 trường hợp. Các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo như tập trung tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đợt cao điểm giải phóng mặt bằng dự án nước thô khu kinh tế Nghi Sơn, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đài Truyền thanh Truyền hình huyện. Công tác dạy và học ở các nhà trường năm học 2016-2017 đạt nhiều kết quả, nhất là trong công tác thi học sinh giỏi, quản lý tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, khoanh vùng và dập dịch sốt xuất huyết, không để lây lan trên diện rộng. Công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, đảm bảo, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 9 tháng qua, công an huyện đã phát hiện và tiếp nhận 230 vụ việc với 315 đối tượng, giảm 27,7% số vụ và 27% số đối tượng. Dựng và triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự công cộng và an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hồ Đình Tùng yêu cầu các phòng ban, các cơ quan đơn vị căn cứ vào chức năng chuyên môn, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên từng lĩnh vực của những tháng còn lại của năm. Trong đó, tập trung vào việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường kiểm tra giám sát đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng trong khu kinh tế Nghi Sơn,
tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu, công tác phối hợp giữa các phòng ban để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia tổ chức khai giảng lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Sự khai giảng có đồng chí Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban Phát triển Doanh nghiệp huyện; đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện Công ty Sở hữu Trí tuệ Davilo. Lớp khởi sự doanh nghiệp có gần 100 học viên là các doanh nghiệp, sinh viên, đoàn viên có ý định khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Lớp học được tổ chức trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9. Các học viên được các giảng viên là cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa truyền đạt 6 chuyên đề về sự khác biệt giữa mô hình doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp, nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh, những nội dung về kế hoạch kinh doanh và marketing trong khởi sự doanh nghiệp, tổ chức sản xuất và các lưu ý về thuế, quản trị vốn trong khởi sự doanh nghiệp. Phát biểu tại lớp học, đồng chí Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban Phát triển Doanh nghiệp, đề nghị các giảng viên với tinh thần trách nhiệm cao truyền đạt đầy đủ những vấn đề cần thiết về phát triển doanh nghiệp và những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về quản trị doanh nghiệp cho các học viên. Đồng thời đề nghị các học viên tích cực tham gia đầy đủ đúng thời gian tổ chức của lớp học, tập trung lắng nghe ghi chép những nội dung cần thiết để có những định hướng cụ thể trên con đường lập nghiệp, vận dụng sáng tạo lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội làm vườn và trang trại huyện đã phối hợp với xã Thùng Lâm tổ chức tập huấn cải tạo vườn tạp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cắt ghép nhãn và chăm sóc cây ăn quả. Tại buổi tập huấn, các học viên là hội viên Hội làm vườn xã Thùng Lâm đã được các giảng viên là cán bộ của Công ty trách nhiệm hữu hạn giống cây trồng Minh Đức ở Khoái Châu, Hưng Yên truyền đạt một số kiến thức về nội dung, phương pháp và kỹ thuật cắt ghép cải tạo vườn tạp, kỹ thuật đào hố, trồng, chăm sóc cây ăn quả, kỹ thuật phòng ngừa sâu bệnh xâm hại cây ăn quả và kỹ thuật xử lý cây ăn quả không ra quả. Cũng tại lớp tập huấn, cán bộ kỹ thuật của công ty đã giới thiệu kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây ăn quả như mít Thái, nhãn muộn, xoài Đài Loan, hồng xiêm, chuối tiêu hồng, khế ngọt, vân vân. Thông qua tập huấn nhằm giúp hội viên Hội làm vườn xã Tùng Lâm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế, có năng suất, chất lượng cao vào trồng trọt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân và tạo ra nhiều mô hình vườn có hiệu quả kinh tế cao. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền huyện và Liên đoàn Lao động tỉnh, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh huyện nhà trong giai đoạn mới. Nhận thức sâu sắc việc đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp đổi mới quê hương đất nước. Nhiệm kỳ 2012-2017, Liên đoàn Lao động huyện đã làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 5.749 công nhân viên chức lao động, trong đó cán bộ đoàn viên là 4.249 người, đạt tỷ lệ 74%. Trình độ học vấn kỹ năng nghề nghiệp của công nhân viên chức lao động được tăng lên, trên đại học, cao đẳng là 3.413 người, bằng 80,8%. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị là 97 người, bằng 2,3%. Đoàn viên công đoàn là đảng viên 3.197 đồng chí, bằng 75,2%, tăng 10,8% so với nhiệm kỳ trước. Đây là con số thống kê cho thấy trình độ năng lực chuyên môn, lý luận và số lượng đoàn viên công nhân viên chức lao động hoạt động ở nhiều lĩnh vực được nâng lên. Trong khi đó, cán bộ thường trực của Liên đoàn Lao động huyện chỉ có 5 người. Trong quá trình hoạt động, phải tham gia ở nhiều lĩnh vực công việc, đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động luôn có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất trong hành động, là lực lượng tiên phong đi đầu trong lao động sản xuất, học tập và công tác. Xác định công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động
là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, sự sáng tạo, nhiệt huyết của người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, luôn quan tâm giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến công nhân viên chức lao động. Nhờ đó, 100% các đơn vị thực hiện tốt chế độ về tiền lương, phụ cấp theo lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi ốm đau thai sản cho công nhân viên chức lao động. Công đoàn các cấp đã tích cực chủ động cùng chuyên môn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên chức người lao động. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, phương án, mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm, đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác thăm hỏi động viên cán bộ đoàn viên lúc gặp khó khăn, hoạn nạn ốm đau, bệnh tật được các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả. Hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo được các cấp công đoàn đẩy mạnh. Công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng tham gia các loại quỹ do Mặt trận Tổ quốc và công đoàn phát động, đạt kết quả tốt với tổng số tiền ủng hộ từ thiện trong 5 năm qua là 4.462.729.000 đồng. Trong đó, quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền là 773.746.000 đồng, quỹ vì người nghèo là 1.360.669.000 đồng. Chương trình mái ấm công đoàn được triển khai sâu rộng, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã đóng góp ủng hộ với tổng số tiền trên 850 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 7 ngôi nhà với số tiền 180 triệu đồng, ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hơn 280 triệu đồng, xây dựng tượng đài Bà Triệu 15 triệu đồng, ủng hộ xây dựng tượng đài Nghĩa sĩ Hoàng Sa và chia khó với huyện Kết Nghĩa Như Thanh trên 140 triệu đồng, qua đó nâng cao vai trò, vị thế, truyền thống nhân văn, nhân ái của tổ chức công đoàn trong đời sống kinh tế xã hội, tập hợp đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia vào tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo của huyện. Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động, những năm qua, bằng nhiều hình thức, Liên đoàn Lao động huyện và các công đoàn cơ sở đã bám sát nội dung kế hoạch của các cấp ủy đảng và công đoàn cấp trên, tổ chức triển khai kịp thời cho công nhân viên chức lao động học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện, tổ chức các hội thi, hội thao, thu hút được đông đảo cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia, tuyên truyền giáo dục, nâng cao niềm tự hào về Đảng, dân tộc, về tổ chức công đoàn, động viên công nhân viên chức người lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua phục vụ sự nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Công đoàn khối trường học đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và thực hiện tốt cuộc vận động. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trong nhiệm kỳ qua, nhà trường đã làm tốt cái công tác chăm sóc đời sống cũng như tinh thần của đoàn viên công đoàn bằng những việc làm cụ thể, đó là xây dựng quỹ và đã chăm sóc, chăm lo đến đời sống của cán bộ giáo viên trong nhà trường. Công đoàn cũng đã quyên góp mua sách vở, áo đồng phục và những suất quà tặng cho học sinh nghèo vượt khó trong nhà trường. Cái công tác chăm lo đến đời sống còn thể hiện ở những cái chăm lo đến bố mẹ đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đấy thì công đoàn còn quan tâm đến cái việc thực hiện phối hợp cái quy chế dân chủ trong nhà trường và đã làm rất tốt công tác này. Đoàn viên công đoàn ở các cơ quan hành chính đã chủ động cải cách lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tránh phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, tích cực phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tham gia tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, đảm bảo tiến độ các dự án đã và đang được triển khai trong khu kinh tế Nghi Sơn. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan và Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn cơ quan Ủy ban huyện đã thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, chủ động triển khai và chỉ đạo các tổ công đoàn
phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phong trào học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước, phong trào thi đua hai tốt gắn với cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu gắn với việc học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ đoàn viên trên các lĩnh vực công tác của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, tham mưu và chỉ đạo trên từng lĩnh vực, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, tránh phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ và giải quyết công việc. Những năm qua, công đoàn các cấp trên địa bàn huyện cũng đã có nhiều giải pháp tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, công nhân viên chức lao động rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên. Nhiều đoàn viên thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Theo đó, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong huyện đã giúp đỡ và giới thiệu cho 650 cán bộ đoàn viên tham gia lớp cảm tình Đảng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được 420 đảng viên mới. Có thể nói rằng, bằng sự quyết tâm và nỗ lực không biết mệt mỏi, công đoàn các cấp trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo thành phong trào sâu rộng, mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, các địa phương, doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình làm việc, lao động sản xuất để đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày một cao lên, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của toàn huyện nói chung và của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nói riêng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy huyện và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Liên đoàn Lao động huyện và các tổ chức công đoàn cơ sở huyện Tĩnh Gia đã vượt qua khó khăn thách thức, chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động và đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần vào thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của huyện nhà. Nổi bật thứ nhất đó là Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực tham gia quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động và tham gia công tác xã hội. Trong nội dung này thì trong nhiệm kỳ thì Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực tham mưu trong thực hiện quy chế dân chủ dưới cơ sở trực tiếp là đại hội công nhân viên chức của các cơ quan đơn vị để đảm bảo cái việc công khai dân chủ dưới cơ sở, không tạo cái sự bức xúc ở dưới cơ sở. Thứ hai là Liên đoàn Lao động Tĩnh Gia đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, công nhân, người lao động mà xây dựng giai cấp công nhân của huyện nhà vững mạnh. Trong cái việc tuyên truyền vận động thì nổi bật nhất đó là tuyên truyền về công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động và tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, với đoàn thể chính trị xã hội và cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân huyện Tĩnh Gia trong công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư. Thứ ba là Liên đoàn Lao động huyện Tĩnh Gia rất chủ động phát động các phong trào thi đua đối với cán bộ, công nhân, viên, người lao động trong địa bàn toàn huyện để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của huyện nhà. Cụ thể là phong trào là lao động giỏi, sáng tạo giỏi, hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm của hội viên, đoàn viên đã được các cấp công nhận và trong đó nhiều sáng kiến đã được áp dụng tốt trong thực tiễn và đã có một sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng sáng tạo. Thứ tư là Liên đoàn Lao động huyện trong suốt nhiệm kỳ qua luôn luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,
Và chính vì như vậy là góp phần để xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở cũng như là liên đoàn lao động huyện vững mạnh. Với những thành tích đã đạt được, chúng ta tin tưởng đại hội 9 của công đoàn huyện Tĩnh Gia sẽ thành công tốt đẹp với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm. Đại hội sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp sát thực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Tĩnh Gia trở thành huyện công nghiệp trọng điểm đến năm 2020 và đạt các tiêu chí của đô thị loại 4. Khi nhận những thành tích đạt được, nhiệm kỳ qua đã có 18 tập thể, 20 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen, 42 tập thể, 40 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng, 125 tập thể, 234 cá nhân được Liên đoàn Lao động huyện khen thưởng, 39 cá nhân được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn. Tự hào và vinh dự hơn, đó là phần thưởng từ chính bàn tay khối óc, lao động, sáng tạo, bằng cả tình yêu quê hương, đất nước của công nhân viên chức và người lao động. Qua đó góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà xây dựng quê hương Tĩnh Gia ngày một giàu đẹp, văn minh. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2017, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện 74 trường hợp vi phạm luật giao thông, ra quyết định xử phạt hành chính 38 trường hợp, tước giấy phép lái xe 2 tháng 5 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước số tiền 11 triệu 400 nghìn đồng. Trong thời gian này, trên địa bàn huyện xảy ra một vụ va chạm giao thông làm hư hỏng 3 xe ô tô. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.